Các bạn đang nghe truyện gia gia dị giới tạo phản ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 757, Cổ phiếu Có lẽ phải mất 2-3 năm mới có thể tìm được các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan có trình độ sánh ngang với những người cũ. Hơn nữa trong công ty có vài người đã bắt đầu lung lay lòng tin. Tiêu Phàm nhìn lướt qua nhóm người, hắn trầm giọng nói, mọi người, nhất định ta sẽ làm ra một con chip dựa trên carbon, các ngươi có thể mong chờ vào ta. Trầm Tổng, trong công ty còn có chuyên gia nào lựa chọn ở lại không trầm kính sơn gật đầu còn lại rất ít ta dùng các điều kiện trong hợp đồng để áp chế bọn hắn khiến bọn hắn không thể rời đi dễ dàng như trước nhưng bọn hắn cũng không còn đặt tâm huyết vào nghiên cứu nữa trong tình huống này muốn tạo ra một bước đột phá mới thật sự quá khó tia sáng lóe lên trong mắt tiêu phàm ngươi tìm đội luật sư hàng đầu kiện những chuyên gia có vấn đề kia ta muốn bọn hắn phải tán gia bại sản nếu những chuyên gia nòng cốt còn lại không có vấn đề gì thì các ngươi chọn ra một nhóm ưu tú hơn trong số đó ta sẽ đưa bọn hắn đến một nơi khác huấn luyện một thời gian trầm kính sơn không giấu được sự kinh ngạc còn có thể đào tạo người ở đâu nữa nếu chỉ nói đến nghiên cứu về chip dựa trên carbon thì đến thời điểm hiện tại bọn hắn vẫn đang dẫn đầu thế giới được chủ tịch trầm kính sơn gật đầu tiêu phàm cười nhẹ và nói trầm tổng Ngươi đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Ta tin chắc khi bọn hắn hoàn thành khóa đào tạo và trở về, công ty sẽ có thể phát triển nhanh hơn trước. Ta tin tưởng chủ tịch. Trầm Kính Sơn nói. Những người còn lại cũng gật đầu liên tục. Dẫu cho Tiêu Phàm là một người ngoài nghề, bọn hắn vẫn có lòng tin tưởng với Tiêu Phàm. Dần dần, Tiêu Phàm đã trò chuyện với những người khác trong suốt nửa giờ. Phạm ca cổ phiếu của tập đoàn thiên hà đã đạt đã tăng đến mức giới hạn hàng ngày tô ấu vi nói nhưng tiêu phàm và những người khác vẫn không ngạc nhiên chút nào trầm kính sơn cười rồi nói đạt hạn mức hàng ngày là chuyện bình thường thôi trong vài ngày tới có khả năng cổ phiếu của công ty sẽ còn vượt giới hạn dài dài ôi trời tiêu tông sư thật sự là cổ đông lớn của tập đoàn thiên hà tập đoàn thiên hà hiện đang gặp rắc rối lớn rất nhiều chuyên gia nước ngoài đã rút lui có lẽ tiêu tông sư đang ổn định lòng quân võ đạo của tiêu tông sư rất mạnh nhưng mấy con chip này không liên quan gì đến võ đạo đến tiêu tông sư cũng không có biện pháp nào khác trên mạng có vô số người đang bàn tán ầm ĩ về chuyện này có rất nhiều người tin tưởng tiêu phàm nhưng cũng có không ít người nghi ngờ võ đạo cùng chip bán dẫn hai chuyện này bình thường thật sự không liên quan đến nhau nhưng về phía nước âm khi đám người joseph nghe được tin tức Vẻ mặt của bọn hắn vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn không quên những gì đã xảy ra đêm qua. Thực lực của Evie Miller đã vô cùng mạnh nhưng kết quả vẫn bị nữ đế đánh bại, rất có khả năng người cũng đã bị bắt đi. Minh chủ, có lẽ tiêu phàm đang lên kế hoạch gửi các chuyên gia có liên quan của bọn hắn đến dị giới để tăng cường tu vi võ đạo của bọn hắn. Trợ thủ của Joseph nói Joseph cao mày, vấn đề hiện tại là làm sao chúng ta có thể giải quyết tình huống này. Trợ thủ nói, Minh Chủ, ta cho rằng chuyện này đối với chúng ta chưa hẳn đã là chuyện xấu. Sao cơ, Minh Chủ ngài thử nghĩ xem, ngành công nghiệp chất bán dẫn như chip, chúng ta tuyệt đối không được để hoa hạ chiếm lợi thế, chúng ta sẽ có càng nhiều sự giúp đỡ. Ánh mắt Joseph chợt lóe. Các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp chip bán dẫn cũng không ít, đứng trước nguy hiểm này rất bọn hắn có thể sẽ rót rất nhiều tiền vốn cho họ. Hiện giờ tài chính của nước âm đang rất căng thẳng, thiếu tiền về mọi mặt nhưng điều này không có nghĩa là các tập đoàn và các nhà tư bản lớn trong các ngành nghề khác cũng thiếu tiền minh chủ thật ra không chỉ có ngành công nghiệp chip bán dẫn nếu tiêu phàm đã dám làm vậy liệu hắn ta có nhúng tay vào ngành công nghiệp quân sự khác không điều này sẽ đe dọa đến lợi ích chung của ngành công nghiệp quân sự của chúng ta trợ thủ của joseph nói tổ hợp công nghiệp quân sự thậm chí còn mang lại năng lượng lớn hơn nước hầu như mỗi năm nước âm đều gây chiến thế nên bọn hắn kiếm được rất nhiều tiền. Nếu ngành công nghiệp quân sự của Hoa Hạ phát triển, lợi ích của bọn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Người nói cũng không sai, Joseph nhẹ gật đầu. Tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Nếu có nhiều nguồn vốn hỗ trợ từ ngành công nghiệp chip bán dẫn và tổ hợp công nghiệp quân sự, nguồn vốn của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Bọn hắn sẽ có thêm nhiều cao thủ cấp SS, cấp SSS, cũng có thể đầu tư nhiều tài chính hơn cho việc nghiên cứu dịch tiến hóa. Minh chủ, chúng ta cần hành động nhanh lên. Ừm. Joseph nhanh chóng liên lạc với một số người. Rất nhiều nhà đầu tư vốn dĩ không muốn lội vào vũng bùn của vòng võ đạo này, nhưng sau khi nghe Joseph giải thích bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc. Tu vi của các chuyên gia vậy mà lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bọn hắn. Nửa ngày trôi qua, rất nhiều ông trùng tư bản cùng tụ học lại. Joseph đã có mặt. Các vị, tình hình bây giờ đang rất cấp bách, Tiêu Phàm và Hoa Hạ đã tạo ra một mối đe dọa lớn cho chúng ta." Joseph trầm giọng nói. Có đại lão mở miệng nói, "Tướng quân Joseph, ngươi chắc chắn nâng cao tu vi của bọn hắn, năng lực nghiên cứu khoa học của bọn hắn sẽ tăng lên sao?" Joseph gật gật đầu, "Ta chắc chắn." Gần đây, một hacker hàng đầu đã trở thành người tiến hóa cấp S, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trí thông minh của hắn ta cũng được cải thiện đáng kể. Lùi 10.000 bước mà nói, cứ xem như năng lực nghiên cứu của bọn hắn không tăng lên, nếu tu vi mạnh lên thể lực của bọn hắn có thể tăng lên rất nhiều. Ban đầu mỗi ngày bọn hắn chỉ có thể làm việc 8 giờ, sau khi tu vi mạnh lên, bọn hắn làm việc liên tục một tuần cũng không có vấn đề gì. Một đám người bàn tán ầm ĩ, điều này cũng đúng. Hoa Hạ có nhiều chuyên gia có thực lực như vậy. Chỉ cần thân thể họ chịu đựng được thì đến lúc đó tốc độ đuổi theo phát triển của Hoa Hạ sẽ nhanh hơn. Mọi người, nếu hiện giờ các ngươi hành động thì mọi chuyện còn có thể cứu chữa, đợi đến khi mọi phương diện của Hoa Hạ đều thăng cấp, các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Thời đại đang thay đổi, nếu các ngươi vẫn như cũ, sẽ bị đào thải ngay lập tức, các ngươi hãy tự suy nghĩ về điều đó. Joseph nói xong thì bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bọn ta đầu tư 50 tỷ đô la dùng để mua dịch tiến hóa từ cấp A trở lên. Có đại lão nói chuyện, hắn vừa mở miệng đã là 50 tỷ đô la. Đối với bất kỳ công ty nào, 50 tỷ đô la là vô cùng lớn, nhưng đối với các tập đoàn hùng mạnh thì hoàn toàn có thể chấp nhận. Trước đây bọn hắn không muốn đưa ra số tiền này hoặc là định lấy ra muộn một chút. Theo quan điểm của bọn hắn, bọn hắn đã nộp thuế rồi, nước âm lại là quốc gia mạnh nhất thế giới, hẳn là có thể an toàn cho bọn hắn. Nếu càng muộn thì có có nghĩa bọn hắn sẽ mua được dịch tiến hóa càng nhiều và càng tốt. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác, ngành công nghiệp của họ đang phải đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp, nếu họ còn chần chừ, rất có thể lúc đó sẽ bị hoa hạ qua mặt. Bọn ta, 30 tỷ đô la, 20 tỷ, 18 tỷ, những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng, trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, mỗi người bọn hắn đều rất hào phóng, ít cũng ném ra hàng chục tỷ đô la. Thống kê kết quả cuối cùng Tổng cộng số tiền bọn hắn góp ra lên đến 300 tỷ đô la, con số này thật dọa người. Các vị, ta sẽ cho các ngươi một kết quả hài lòng. Joseph trầm giọng nói. Tướng quân Joseph, tốt nhất là như vậy, nếu đến lúc đó bọn ta không hài lòng, người lãnh đạo Liên minh người tiến hóa sẽ thay đổi. Một nhân vật lớn trong liên hợp công nghiệp quân sự trầm giọng nói. Tướng quân Joseph quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt của các nhà tư bản, vốn liếng mới là quan trọng nhất bọn hắn nắm trong tay tài sản vô cùng lớn các ngươi có thể yên tâm chúng ta cùng chung một mục đích cảm ơn sự đầu tư của các vị tướng quân joseph nhanh chóng rời đi ông chủ hắn ta chính là ác bích một biệt thự nào đó tại ma đô trương lâm đưa evie miller trở về căn biệt thự này là do tiêu phàm mua hắn thường hay đến ma đô ở bên này có cho mình một căn nhà khá thuận tiện làm cho hắn tỉnh lại tiêu phàm phân phó nói vâng ông chủ trương lâm gật đầu vừa nói hắn ta vừa tác mạnh vào mặt ev miller ev miller nhanh chóng tỉnh lại hắn thấy tiêu phàm tô ấu vi còn có khương vạn trần ác bích ngươi cũng có ngày hôm nay khương vạn trần nói hắn đặc biệt đến liên minh poker do ác bích lãnh đạo đã từng tấn công cục an ninh số chính họ hơn nửa số lần tấn công không phải là một lần hai lần ác bích gì chứ ta không phải E.V. miller lắc đầu liên tục phủ nhận ta là người tiến hóa do nước âm bồi dưỡng ta không biết ác bích mà các ngươi nói là ai các ngươi tốt nhất đừng làm loạn nước âm của bọn ta là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới tiêu phàm cười ác bích ngươi cho rằng nơi này của ta là chỗ để ngươi giảng đạo lý sao trương lâm đưa hắn đến tầng hầm vâng ông chủ trương lâm gật đầu E.V. Miller nhanh chóng bị đưa xuống tầng hầm, Tiêu Phàm và Khương Vạn Trần cùng nhau đi xuống, Tô Ấu Vi không đi theo. Những hình ảnh tiếp theo có chút đẫm máu, không thích hợp để nàng xem. EV Miller, cho ngươi xem một ít đồ tốt." Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Nói xong hắn lấy ra rất nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau từ túi thứ nguyên. "Đây là một số dụng cụ tra tấn từ thời cổ xưa của Hoa Hạ mà ta đặc biệt tìm cho ngươi, cũng không có nhiều loại quá đâu, chỉ có 180 loại thôi." trong lòng ivy miller sợ hãi những dụng cụ tra tấn kia nhìn rất đáng sợ nếu dùng lên người hắn xem như hắn có tu vi cấp S cũng không chịu đựng được trương lâm bắt đầu đi tiêu phàm phân phó nói vâng ông chủ trương lâm cầm lên một cây kim châm hắn nắm lấy ngón tay của ivy miller kim châm nhắm vào đầu ngón tay hắn mà đâm vào a à, ivy miller kêu lên vô cùng thống khổ tay đứt ruột xót Kim châm đâm vào đầu ngón ta như thế này tạo ra đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Tiêu phàm nhìn về phía Khương Vạn Trần, Khương Cục Trưởng, hắn đã hại rất nhiều người bằng đôi tay này. Trước tiên, phế hết 10 ngón tay của hắn đi. Khương Vạn Trần cười gật gật đầu. Các ngươi cứ tùy ý, ta là một nhân viên chính phủ quốc gia, phát biểu ý kiến về chuyện này cũng không hay, ta chỉ đứng xem một chút. Tiêu phàm gật gật đầu. Trương Lâm, ngươi tiếp tục trương lâm nhanh chóng cầm lên kim châm thứ hai ta nói ta nói ta là ác bích các ngươi muốn biết chuyện gì iv miller kinh hãi hét lớn a à, một giây sau trương lâm vẫn tiếp tục đâm kim châm vào tay hắn kim châm dài hai ba tất đã đâm vào khoảng một phần ba bây giờ ngươi biết mình nên nói gì rồi chứ tiêu phàm cười lạnh nói chắc hẳn ngươi có thông tin của những người khác trong liên minh poker trước hết hãy giao tư liệu đó ra ấu vi sẽ tiến hành nghiệm chứng nếu thông tin là giả ngươi tự biết hậu quả ánh mắt của ev miller lộ ra vẻ chần chừ nếu thông tin này bị lộ ra nói không chừng tiêu phàm sẽ giết chết hắn đừng đừng ev miller kinh hoảng kêu lên trương lâm cầm kim châm thứ ba lên giữa tiếng kêu gào thê thảm của ev miller giữa chiếc kim châm thứ ba cũng được đâm vào ta nói ta nói sắc mặt ev miller tái nhật hắn nói quỷ Ngươi là ma quỷ, e Miller nhanh chóng nói ra một địa chỉ trang web, tiêu phàm đưa tin cho Tô Ấu Vi, Tô Ấu Vi cấp tốc lên mạng ra. Lão công, đã tìm được. Thực sự có một danh sách trong không gian mạng được mã hóa. Ta kiểm tra xem có phải là thật hay không. Tô Ấu Vi cấp tốc tiến hành điều tra trên Internet điều tra, không bao lâu sau, nàng đã có kết quả. Lão công, về cơ bản thì danh sách này là thật nhưng tất cả những người trên danh sách đã chuyển đi, không thể tìm thấy trong thời gian ngắn. Tô Ấu Vi gửi một tin nhắn âm thanh cho Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần danh sách là thật, dựa vào danh sách này hắn có thể tìm được chúng dễ dàng hơn nhiều. E.V. Miller, tổng bộ của Liên minh người tiến hóa ở đâu? Ngươi lấy trộm không ít tài liệu mật trên Internet, ngươi cất chúng ở đâu? Tiêu Phàm dò hỏi. E.V. Miller nói, ta không biết trụ sở liên minh người tiến hóa ở đâu ta đi vào trong mơ hồ cũng trong mơ hồ mà đi ra ta cũng không có lấy trộm tài liệu mật gì ta chủ yếu chỉ kiếm tiền tiêu phàm nhìn trương lâm trương lâm lại lần nữa ra tay rất nhanh toàn bộ năm ngón tay của Y.V. miller đều bị đâm kim châm Y.V. miller ngươi còn có một bàn tay khác và hai chân với lại này chúng ta vẫn chỉ mới sử dụng loại hình cụ thứ nhất thôi ánh mắt e v. Miller lộ ra vẻ sợ hãi. Các loại dụng cụ tra tấn phong phú mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt quá lớn, tiêu phàm thật sự dám tra tấn hắn. Tiêu phàm, ta muốn mời luật sư, ta yêu cầu được xét xử công bằng. Hoa hạ các ngươi không phải là quốc gia pháp trị sao? e v. Miller nói. Tiêu phàm cười nhạt nói, ngươi là người tiến hóa cấp S, là võ giả mạnh mẽ, cơ bản không thể áp dụng pháp luật bình thường võ giả ở hoa hạ chúng ta giết người là điều bình thường trương lâm đổi tay khác trương lâm gật gật đầu hắn cầm một kim châm khác lên chuẩn bị hành động ta nói năm phút sau ev miller triệt để đầu hàng những thứ quan trọng còn lại mà hắn giấu trong không gian mạng đều đã bị tìm thấy tài khoản ngân hàng của ngươi đâu chuyển tiền bên trong ra tiêu phàm nhàn nhạt nói ev miller thống khoái mà nói ra hắn biết mình không còn khả năng sống những số tiền kia với hắn mà nói đã trở nên vô nghĩa toàn bộ tiền trong tài khoản đều được chuyển ra vậy mà tổng cộng lên đến chục tỷ đô la ev miller giàu đến chảy mở ngươi nói xem ngươi đã có nhiều tiền như vậy còn điên cuồng kiếm tiền làm gì số tiền này đủ cho ngươi sung sướng mười đời tiêu phàm nhàn nhạt nói ánh mắt ev miller lộ ra vẻ điên cuồng ngươi không hiểu đâu cảm giác thống trị internet làm cho người ta mê muội trương lâm tiếp tục chào hỏi hắn. Tiêu Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm, ta đã nói hết rồi, ngươi thả ta ra, mặt Ivy Miller biến sắc hét lớn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cứ như vậy mà giết ngươi chưa hẳn là có lợi cho ngươi, ngươi cứ hưởng thụ trước đi. Tên vương bác đảng nhà ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng để ta sống, nếu không ta sẽ xé xác ngươi, để tô ấu vi trở thành nữ nô của ta. Ivy Miller điên cuồng rống to tiêu phàm định tiếp tục tra tấn để hắn phá vỡ phòng bị gì ánh mắt lạnh lẽo của tiêu phàm dừng trên người ev miller thế mà ev miller còn có ý nghĩ để tô ấu vi trở thành nữ nô trương lâm đừng cho hắn chết chờ khi tra tấn đến lúc phù hợp ngươi cho hắn một dọc sinh mệnh linh dịch chờ hắn khôi phục lại lại hung hăng tra tấn hắn tiêu phàm đằng đằng sát khí nói vâng ông chủ trương lâm gật đầu tiêu phàm rời khỏi tầng hầm tầng hầm được trang bị cách âm bên ngoài hoàn toàn không nghe được tiếng kêu thảm của ev miller lão công ta đang tra tài khoản ngân hàng của những người khác bọn hắn làm đủ mọi cách giả mạo nhưng khi chuyển khoản giữa ngân hàng chắc chắn sẽ để lại dấu vết ta đã chuyển tiền từ hai người trong số chúng đi tô ấu vi nói tiêu phàm dò hỏi là hai người nào bọn hắn có bao nhiêu tiền ác cơ và ca bích tiền của hai bọn hắn không nhiều như ác bích nhưng cộng lại cũng được 5 tỷ đô la, nếu giải quyết xong toàn bộ chúng, hẳn là có thể đạt đến 3-400 tỷ. Tô Ấu Vi nói, trong lòng tiêu phàm sợ hãi tháng phục, liên minh poker bí mật làm tiền thật nhiều, các công ty lớn cũng không có nhiều tài sản như bọn hắn. Khương Cục Trưởng, ta có thể khống chế số tiền kia không? Tiêu phàm nói với Khương Vạn Trần. Khương Vạn Trần gật gật đầu, ngươi đã giải quyết được liên minh poker, số tiền kia ngươi định làm gì cũng không có vấn đề cao thủ hack cơ mạng lưới bình thường thì thật đúng là không có khả năng tùy tiện sử dụng nhưng có thân phận và thực lực của tiêu phàm ở đó thì quốc gia có thể cưỡng ép tiêu phàm giao nó ra sao một phần ba số tiền này lập quỹ ngân sách dùng để cứu trợ trẻ em nghèo khó mặt khác hai phần ba còn lại cho hải quân tiêu phàm nói hương vạn trần kinh ngạc nói cho hải quân hết hai phần ba chú lục của ngươi không phải hải quân cẩn thận hắn vội vàng tìm ngươi tiêu phàm gật gật đầu lục quân của hoa hạ chúng ta đã vô địch thiên hạ nhưng nếu muốn đi ra ngoài vẫn phải dựa vào hải quân mặc dù tốc độ xây dựng của hải quân rất nhanh nhưng có quá nhiều khoản nợ lịch sử chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp phát triển cương vạn trần nói ngươi định phân chia như vậy ta đương nhiên có thể được tiêu phàm nhiều tiền như vậy ngươi không có ý định giữ lại cho mình một chút sao tiêu phàm lắc đầu ta không thiếu tiền tiền của liên minh poker cũng không sạch sẽ ta cũng lười giữ lại thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ tiền của các thành viên trong liên minh poker đều bị tô ấu vi chuyển đi sạch sẽ. Lão công, nhiều hơn so với ta đoán. Tổng cộng 403 tỷ đô la. Tô ấu vi cười hì hì nói. Liên minh poker là một khúc mắt trong lòng nàng, bây giờ ác bích bị bắt, tiền của những người còn bị chuyển đi, tô ấu vi rất vui vẻ. Được. Tiêu lại phàm nhẹ gật đầu ở một nước nhỏ nào đó của châu u thật xin lỗi nữ sĩ trong thể của ngài không có tiền nhân viên ngân hàng nói người phụ nữ đứng trước quầy không dám tin hỏi lại không có tiền không thể có chuyện đó trong thể của ta còn rất nhiều tiền nữ tử này là quy bích của liên minh poker nhân viên nói nữ sĩ trong thể của ngươi thật sự không có tiền ngươi kiểm tra lại thông tin một chút rõ ràng là còn tiền sắc mặt người phụ nữ âm trầm nói. Nhân viên gật gật đầu, rất nhanh sau đó nàng nói, nữ sĩ, nửa giờ trước, ngài thông qua hình thức chuyển khoản, chuyển toàn bộ 8.000 vạn euro trong thẻ đi. Quy bích đứng dậy, nàng bước nhanh rời đi. Tiền bị chuyển đi chứng tỏ tấm thẻ này đã bị lộ, nếu nàng không nhanh chóng rời đi, có lẽ không thể rời đi được nữa. Tích tích, tích tích, tô ấu vi nhận được nhắc nhở. Lão công, thẻ ngân hàng của Quy Bích có người rút tiền. Tiêu phàm vội vàng nói, mau nhìn xem có phải là nàng ta không? Ừm. Bên trong ngân hàng có rất nhiều camera, rất nhanh tô ấu vi liền phát hiện quy bích. Chắc chắn đó là quy bích, nàng ta đang rời khỏi ngân hàng, ta sẽ tiếp tục theo dõi nàng ta, nhưng nếu nàng ta rời khỏi thành phố thì sẽ rất khó theo dõi. Cương vạn trần vẫn ở bên này, hắn dò hỏi địa chỉ cụ thể của nàng ta là gì? Thụy điển có người của Cục An ninh số 9 của chúng ta mà. Tô ấu vi vội vàng nói vị trí của mục tiêu. Cương Vạn Trần nói người của Cục An ninh số 9 của chúng ta không ở thành phố này, ta sẽ liên hệ với cơ quan tình báo để bắt nàng ta. Hoa Hạ có bố trí cơ quan ở quốc gia khác, nước Mỹ, đế quốc A, toàn thế giới đều có đặc công, đương nhiên họ cũng sẽ ẩn giấu lực lượng. Bình thường những nhân viên tình báo này sẽ thu thập một số thông tin, họ cũng sẽ chấp hành nhiệm vụ khi có yêu cầu đặc thù. Quy Bích là một trong những thành viên nòng cốt của Liên minh Poker, mục tiêu nặng ký như vậy, xứng đáng sử dụng nhân viên tình báo để bắt giữ. Chẳng mấy chốc Khương Vạn Trần có được phương thức liên lạc của một người. Ấu Vi, đây là phương thức liên lạc của một đồng chí của chúng ta. Mật mã ở phía sau dùng để sử dụng đồng chí này. Khương Vạn Trần đưa tin nhắn nhận được từ điện thoại di động cho Tô Ấu Vi xem. Ta lập tức liên lạc ngay. Tô Ấu Vi nhanh chóng liên lạc với đối phương. Hơn nữa Tô Ấu Vi còn liên tục gửi địa điểm quy bích cho đối phương. Khương Cục Trưởng, người của chúng ta đã bắt đầu theo dõi quy bích. Tô Ấu Vi nói. Khương Vạn Trần gật đầu. Tiêu Phàm nói, Ấu Vi, ngươi chú ý động tĩnh bên kia, đừng để ác bích đi ra ngoài câu cá, nếu có gì khác thường ngươi lập tức nói cho ta biết. Câu cám. Tô Ấu Vi gật đầu nàng có thể nhất tâm đa dụng tiến hành điều tra. 20 phút sau, Quy Bích thở vào nhẹ nhõm. Nàng ta sắp rời khỏi thành phố, rời khỏi thành phố này, như vậy nàng ta có thể tránh được khả năng bị theo dõi. Lão công, nhân viên tình báo quốc gia chúng ta đã đuổi kịp Quy Bích, nhưng tạm thời ta không phát hiện dấu vết có cạm bẫy. Tiêu Phàm cười nói, ngươi cũng không phát hiện vậy chắc là không có rồi, trên người nhân viên tình báo của chúng ta có phải có camera lỗ kim không? Có, ta còn có thể theo dõi được. Vẻ mặt quy bích trở nên khó coi. Nàng lái xe rời khỏi thành phố, ra khỏi con đường chính, nhưng rất nhanh nàng phát hiện có một chiếc xe đang đuổi theo rất nhanh. ầm, thực lực trên mạng của quy bích rất mạnh nhưng năng lực lái xe cũng rất bình thường. Trong lòng nàng hoảng sợ, xe trực tiếp đâm vào một thân cây. Vi Vi, nhắc nhở người của chúng ta là có thể mục tiêu đó có súng. ừm ừm, nhân viên tình báo tên Từ Chương hắn cẩn thận dè dặt tới gần xe. Đặt tay ở chỗ ta có thể thấy, từ từ mở cửa xe ra, nếu ngươi làm bất cứ điều gì khác lập tức ta sẽ lập tức bắn ngươi. Từ chương lạnh lùng nói. Khẩu súng của hắn nhắm thẳng vào ác bích. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Quy bích trung giọng nói, trên internet nàng là đại thần, nhưng trong hiện thực nàng không phải, đối mặt với họng súng đen ngòm nàng suýt nữa bị dọa sợ đến tè ra ngoài. Đã bắt được mục tiêu từ chương nhanh chóng trói chặt quy bích còn tô ấu vi nói tin tức tốt này cho tiêu phàm khương vạn trần cười nói để từ chương chuyển nàng đến địa điểm an toàn hơn và chờ đợi sẽ có người của cục an ninh đi qua và đưa ác bích đi từ chương vẫn chưa bị bại lộ hắn còn có thể tiếp tục ẩn nút dị giới cảng thiên thuận đế quốc thần long có rất nhiều binh sĩ thủy sư đang luyện tập ở bên này hạng mục luyện tập quan trọng nhất là lên thuyền thích ứng tính chất biển cả không giống với tính chất sông hồ. Mỗi ngày luyện tập như vậy, khi nào chúng ta mới có thể có được chiến hạm? Nghe nói đế quốc kền kền lại bán cho đế quốc huyết anh một hạm đội, đoán chừng không bao lâu nữa hạm đội đó sẽ tập kích chúng ta. Mặc dù thủy sư chúng ta có bốn chiếc tàu ngầm, còn có được hai chiếc tàu chiến, nhưng thực lực vẫn không bằng thủy sư đế quốc huyết anh. Sau khi huấn luyện, một số binh sĩ thủy sư bàn luận sôi nổi. Họ rất lo lắng hiện nay đế quốc huyết anh có hai mươi mấy chiếc tàu chiến đang liên tục quấy rối tập kích tàu buôn của họ còn họ hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện một khi đế quốc huyết anh lại có thêm hạm đội và mấy chục chiếc tàu chiến thì họ sẽ đối phó như thế nào đây tuy ngược lại lục quân của đế quốc thần long rất ngang ngược thiên hạ vô địch nhưng nếu các vùng duyên hải liên tục gặp phải tập kích vậy cũng không phải là chuyện tốt vận chuyển đường bộ không thuận tiện bằng đường biển huống hồ các nước láng giềng có mối quan hệ không tốt với đế quốc thần long buôn bán có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào vù 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 tiếng cảnh báo thê lương đột nhiên vang lên xa xa trên mặt biển xuất hiện vài chiếc tàu chiến những chiến hạm này treo quốc kỳ của đế quốc huyết anh những tên khốn kiếp của đế quốc huyết anh ở ngoài khơi gây rối thuyền buôn của chúng ta cũng thôi đi lại còn thỉnh thoảng còn chạy đến vùng duyên hải nữa hiện giờ chiến hạm của chúng ta hình như không có ở bên này. Họ tới đây là muốn diễu võ dương oai, rất nhiều binh sĩ đế quốc thần Long rất tức giận. Tàu chiến của đế quốc huyết Anh xuất hiện gần biển, sẽ khiến dân chúng thấp thỏm lo âu, thường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Quả nhiên đã tới. Bên ngoài cảng thiên thuận hơn 10 dặm, tiêu hải bay trên không trung, họ có thể thấy rõ ràng tàu chiến đế quốc của huyết Anh. Lúc này đây đế quốc huyết Anh có tổng cộng 8 chiếc tàu chiến, trọng tải lớn nhất khoảng 1.800 tấn, nhỏ nhất 5-600 tấn. Trong cảng thiên thuận đế quốc Thần Long có một chiếc tàu chiến hơn 2.000 tấn bị bắt giữ, nhưng một chiếc thì sức mạnh không đủ. Quả thật bốn chiếc chiến hạm của đế quốc Thần Long không ở bên này. Bệ hạ, khi chiến hạm mới vào nước, chúng ta phải đưa bọn hắn đi tế cờ, mông nghị bên cạnh tiêu hải nhỏ giọng nói. Tiêu hải nhỏ giọng nói, mông nghị, tiếp theo ngươi phụ trách hạm đội Đông Hải, đừng phụ kỳ vọng của trẫm. Vâng, bệ hạ. Mông Nghị vội vàng nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tàu chiến của đế quốc huyết anh càng tới gần, họ đang diễu võ dương oai trên mặt nước. Thủy sư đế quốc thần long đều là những kẻ hèn nhát, các ngươi có gan thì ra đây quyết đấu với chúng ta. Làm tổ trong cảng, các ngươi đang sợ gì hả? Ha ha ha, giọng nói vang dội từ đại dương truyền đến bến cảng. Khu vực hạm đội đế quốc huyết anh đang dừng không áp chế sức mạnh nên giọng nói cao thủ của họ rất lớn, có thể truyền ra ngoài tương đối xa. Khá lắm. Ánh mắt tiêu hải lóe lên. Hắn đáp xuống, phía bên họ mực nước biển khá sâu, chiến hạm cập bến ở bên này bờ biển hoàn toàn không vấn đề gì. Trong khu rừng ven biển có rất nhiều binh sĩ thủy sư đế quốc thần Long đang ẩn núp, trận pháp hoàn toàn che giấu bóng dáng của họ. Những binh sĩ thủy sư này được bí mật huấn luyện, họ đã biết cách điều khiển chiến hạm. Đi ra, ý niệm tiêu hải khẽ động, bên trong không minh kính của hắn từng chiếc chiến hạm bằng sắt thép phóng ra, những chiến hạm bằng sắt thép này trọng lượng hơn 2.000 tấn. Tiêu hải đã yêu cầu rất nhiều trận pháp sư tiến hành cải tạo chúng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lên tàu theo số hiệu trên thân tàu. Tốc độ nhanh lên, mông nghị đứng lên, hắn lớn tiếng nói. Hai ngàn binh sĩ đế quốc thần Long nhanh chóng lên chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm đều chỉ có khoảng 200 người. Bấy nhiêu binh sĩ là đủ điều khiển chiến hạm tiến hành trận hải chiến rồi. Đó là gì vậy? Hình như ở đó có vật gì, binh sĩ đế quốc huyết anh phát hiện bất thường. Một hạm trưởng của đế quốc huyết anh lên tới chỗ cao. Với sức mạnh của mình chẳng mấy chốc hắn đã thấy rõ cách đó hơn 10 km có 10 chiếc chiến hạm. Miato đại nhân, chúng ta cần lập tức rút lui. Hạm đội Đế quốc Thần Long đã xuất hiện 10 chiếc đại hạm, lên đến chỗ cao quan sát, vẻ mặt hạm trưởng lập tức biến sắc, hắn vội vàng gọi một người khác đến xem. Đối phương là Miato Nishiki, hắn có tu vi cấp võ hoàng, trong 8 chiếc chiến thuyền này của họ, chiếc của Miato Nishiki là chiến hạm lớn nhất. Lúc này Miato Nishiki đang ở trong khoang thuyền. Sau khi nhận được thông tin, hắn nhanh chóng đi đến chỗ cao nhất của tàu chiến hắn cũng thấy được đế quốc thần long xuất hiện 10 chiếc chiến hạm cỡ lớn. Chết tiệt, vẻ mặt Miyato Nishiki biến sắc. Sao lại nhanh như vậy, Miyato Nishiki hơi hoảng, hắn biết ở dị giới tiêu phàm truyền qua 10 chiếc chiến hạm, lúc này chưa bao lâu mà đế quốc thần long lại có thể cải tạo tốt đến thế. Nếu là đế quốc huyết anh bọn hắn cải tạo, đoán chừng hắn cần một tháng. Biết được điều này, Miyato Nishiki mới nghĩ tới đoạt chút công lao, nếu hạm đội mới mà bị đoạt qua đây thì địa vị của hắn có thể cao hơn một chút. Miyato Nishiki đã đánh giá thấp thực lực của đế quốc Thần Long, cũng đánh giá thấp quyết tâm chế tạo ra thủy sư hùng mạnh của Tiêu Hải. Đế quốc Thần Long có rất nhiều trận pháp sư, bọn hắn đã sớm âm thầm tiến hành huấn luyện về phương diện này, 10 chiếc chiến hạm vừa đến đây là bọn hắn có thể đồng loạt bày trận. Rút lui, tất cả chiến thuyền, lập tức rút lui, Miyato Nishiki nhanh chóng truyền mệnh lệnh, hắn hoàn toàn không có ý định ở lại cùng với chiến hạm của đế quốc thần Long quyết đấu. Họ có 8 chiếc tàu chiến, tổng trọng tải khoảng 8.000 tấn, đế quốc thần Long có 10 chiếc tàu chiến tổng trọng tải khoảng hơn 2 vạn tấn. Nếu trận pháp chiến hạm đế quốc thần Long không tốt thì họ có thể thắng, nhưng Miyato Nishiki cũng không dám cược như vậy. Nếu trận pháp chiến hạm không vấn đề gì thì chắc chắn họ thắng không được. Chiến hạm càng lớn thì không gian bố trận càng lớn, trận pháp có thể bố trí càng mạnh quay đầu, rút lui. Lập tức rút lui, chiến thuyền của đế quốc huyết anh nhanh chóng trốn thoát. Bên bờ biển, 2.000 binh sĩ thủy sư đế quốc thần long nhanh chóng lên tàu, không lâu sau 10 chiếc chiến hạm bắt đầu truy kích. Khoảng cách giữa hai hạm đội khoảng 20 km. Bình thường khoảng cách này xác suất bị đuổi kịp là rất nhỏ. Các tàu chiến có kích cỡ khác nhau nhưng về mặt tốc độ trên lệch không lớn. Mở hết tốc lực tiến lên phía trước khởi động tất cả trận pháp ngự thủy. Động cơ bắt đầu. Mông Nghị ra lệnh, lúc này hắn đang ở trong phòng chỉ huy của chiến hạm. 10 chiếc chiến hạm không ngừng tăng tốc. 20 hải lý, 30 hải lý, 40 hải lý. Cuối cùng tốc độ của 10 chiếc chiến hạm ổn định ở 64 hải lý. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Trước đây tiêu phàm đã truyền tàu ngầm qua, tốc độ tối đa là 56 hải lý, tốc độ của chiến hạm nhanh hơn tốc độ của tàu ngầm một chút. Khái niệm 64 hải lý gì? Một hải lý khoảng 1 giờ 85 km một giờ và 64 hải lý tương đương với một chiến hạm đang chạy điên cuồng với tốc độ 120 km một giờ. Nếu không có ngự thủy trận, phá thủy trận, phá phong trận, căn bản chiến hạm không có khả năng đạt tới tốc độ như vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như chiến hạm của họ đang tới gần chúng ta, Miyato Nishiki vô cùng lo sợ họ dẫn trước 20 km, nhưng tốc độ tối đa của họ chỉ khoảng 50 hải lý, còn không bằng tàu ngầm của đế quốc Thần Long. Miato đại nhân, quả thật tốc độ của họ nhanh hơn chúng ta rất nhiều, không tới nửa tiếng là họ có thể đuổi kịp chúng ta. Một người bên cạnh Miato Nishiki rung giọng nói. Chiến hạm chạy không thắng được, căn bản với dị năng phi hành của họ thì không có khả năng chạy trốn. Tuy nhìn xung quanh không có một ai nhưng bọn hắn đã ngầm khẳng định có võ đế của đế quốc thần long ẩn ấp, họ rời đi chiến hạm là tự tìm đường chết miato đại nhân có thể chiến hạm của họ chỉ có tốc độ nhanh phương diện phòng ngự và công kích không mạnh miato đại nhân chúng ta chưa chắc sẽ thất bại mấy người khác nói miato nishiki hít một hơi sâu bảo mọi người chuẩn bị chiến đấu đế quốc thần long có nhiều chiến hạm hơn dù họ phân tán chạy trốn thì tất cả chiến hạm của họ vẫn bị đuổi kịp vâng mệnh lệnh của miato nishiki lập tức truyền xuống nhưng tốc độ của họ cũng không giảm, họ vẫn toàn lực chạy trốn, có lẽ trận pháp của chiến hạm đế quốc thần Long xuất hiện vấn đề. Nhưng bọn Miyato Nishiki suy nghĩ nhiều rồi. Hơn nửa giờ sau, 10 chiếc chiến hạm đế quốc thần Long có trận pháp ngự thủy tất cả đều vượt qua thử thách, toàn lực chạy nước rút. Lúc này khoảng cách giữa hai hạm đội chỉ còn lại 5-6 km. Vù vù. Vù vù, đế quốc thần Long bên này có hai chiến hạm chuẩn bị phát động tấn công, họ không muốn sử dụng chủ pháo vì lúc này chủ pháo cũng không có tác dụng hai đầu chiến hạm này đều có hai bảo vật cấp võ đế mạnh mẽ trong đó có một bảo vật thuộc tính hỏa là một thanh kiếm khổng lồ rộng nửa mét rống bảo vật thuộc tính hỏa bùng phát tấn công trước một bước một con hỏa long nghe nanh múa vút vọt ra ngoài hỏa long dài hàng trăm mét lực công kích tốt đạt tới cấp bậc võ đế hơn nữa đạt tới tiêu chuẩn võ đế hậu kỳ ầm um, hỏa long đã đánh trúng chính xác vào một chiếc tàu chiến của đế quốc huyết anh ngọn lửa vô cùng dữ dội ngay lập tức đã bao phủ cả chiếc tàu chiến nhưng chiếc tàu chiến cũng không lập tức nổ tung dù là chiến hạ mấy trăm tấn thôi nhưng phương diện phòng ngự cũng khá mạnh hơn nữa bình thường tàu chiến càng chú trọng phòng ngự nếu không khi đối mặt yêu thú mạnh mẽ trong biển cả sẽ trực tiếp bị yêu thú xé nát đương nhiên chắc chắn tàu chiến nhỏ thì chịu đựng được lực công kích mạnh mẽ có hạn vù vừa trải qua trận tập kích của hỏa long trong chốc lát một thanh kiếm khí to lớn chém lại tới. Lực công kích của thanh kiếm khí này như đã đạt tới cấp bậc võ đế hậu kỳ. Tiêu rồi, cả hai đòn tấn công đều nhắm vào một chiếc tàu chiến nhỏ hơn, ánh mắt của những người trong chiếc tàu chiến lộ vẻ tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn tàu chiến của họ đã ngăn cản một lần công kích của võ đế hậu kỳ còn được nhưng hai lần cao thủ võ đế hậu kỳ thì ngăn không được. ầm ầm kiếm khí khổng lồ đập nát lớp phòng ngự chiến thuyền, sau đó kiếm khí xé nát rất nhiều người trên chiến thuyền và rất nhiều thứ khác. Nếu cao thủ cấp võ đế đế quốc thần long làm như vậy, lập tức sẽ bị luật trời trấn giết, nhưng chiến hạm công kích không sao. Tấn công, tấn công, Miato Nishiki hét lớn. Đại nhân, còn chưa nằm trong khoảng cách tấn công của chúng ta. Có người bên cạnh Miato Nishiki nhỏ giọng nhắc nhở. Bên bọn hắn tàu chiến lớn nhất cũng chỉ có 1.800 tấn, bố trí trận pháp công kích không mạnh bằng bên đế quốc thần long khoảng cách tấn công và sức mạnh tấn công cũng kém hơn chưa kể những tàu chiến hàng trăm tấn khác các ngươi lập tức đầu hàng nếu không toàn bộ sẽ tiêu diệt giọng nói lạnh như băng của mông nghị truyền về phía hạm đội đế quốc huyết anh tốc độ hạm đội đế quốc thần long giảm xuống với khoảng cách này họ có thể công kích tàu chiến của đế quốc huyết anh nhưng chiến thuyền của đế quốc huyết anh căn bản không uy hiếp được họ miato đại nhân tốc độ hạm đội đế quốc thần long đã chậm lại họ căn bản không có ý định tận chiến với chúng ta có người bên cạnh miyato nishiki nói chết tiệt quay đầu lại và xông về phía họ ta cũng không tin phòng ngự của họ cũng mạnh như vậy miyato nishiki lạnh lùng nói trong lòng hắn vẫn còn tồn tại một chút ảo tưởng có thể đế quốc thần long chỉ có hai chiến hạm với lực công kích mạnh có thể phòng ngự của chiến hạm đế quốc thần long cũng không mạnh Mông tướng quân, kẻ địch còn dám tấn công về phía chúng ta nữa." Cao thủ đế quốc thần long bên này nói. Mông Nghị ra lệnh, tàu số 3, số 4, số 5 phát động công kích, nhắm vào tàu số 7 của địch. Triệt để tiêu diệt nó, vừa rồi đế quốc huyết anh bị công kích là chiến hạm số 8, kiến trúc phía trên chiến hạm số 8 bị hư hại, nhưng thân thuyền cũng không có vấn đề lớn. Ấm. Ầm. Ầm, chiến hạm số 3, số 4 Số 5 nhanh chóng phát động tấn công. Đầu chiến hạm số 3 là một bảo vật súng trường cấp võ đế, lực tấn công tỏa ra, nòng súng cực lớn dài 200 mét tấn công về phía mục tiêu. Ở trên chiến hạm số 4 là một bảo vật cấp võ đế có thuộc tính lôi, sấm sét kinh khủng đánh xuống với tốc độ nhanh đến không thể tin được. Chiến hạm số 5 và số 2 là giống nhau, là bảo vật có thuộc tính hỏa. Sấm sét và súng đánh trúng mục tiêu trước, trong chớp mắt hàng phòng ngự chiến hạm số 7 bên đám người cung đằng cẩm đều bị phá vỡ. Nòng súng còn quét ngang rất nhiều kiến trúc trên mặt thuyền. Âm, lực tấn công của chiến hạm số 5 có thuộc tính hỏa chậm hơn, nhưng cũng chỉ chậm một giây, quả cầu lửa có đường kính 3-4 mét đã đánh trúng bọn hắn. Kèm theo tiếng nổ âm trời, chiến hạm số 7 của đám người cung đằng cẩm trực tiếp bị nổ tung, tất cả mọi người trên thuyền chiến đều tử vong. Hí, trên các con thuyền khác, người đế quốc huyết Anh vô cùng hoảng sợ dù trọng lượng của chiến hạm số 7 chỉ có 6-700 tấn, mà nhân sự trên thuyền chiến hiện tại của họ đang bị thừa, có 7-800 người. Trong chớp mắt này, toàn bộ 7-800 người đó đều tử vong. Cho các ngươi năm khắc thời gian nghỉ. Nếu sau năm khắc thời gian nghỉ mà vẫn chưa đầu hàng, vậy cho nổ hết tất cả các ngươi. Giọng nói đầy sát khí của mông nghị truyền tới. Sắc mặt cung đằng cẩm rất khó coi. Hắn tưởng rằng, có lẽ bên đế quốc thần long chỉ có hai thuyền chiến có lực tấn công mạnh mẽ nay ý nghĩ đó đã hỏng rồi dù lực phòng ngự của chiến hạm bên đế quốc thần long không tốt dựa vào tốc độ còn có lực công kích bọn hắn cũng không có khả năng thắng các vị một đám võ giả mạnh như chúng ta không thể nào sống sót được đế quốc thần long tuyệt đối sẽ không cho chúng ta còn sống mà trở về đã đến lúc trung thành vì đế quốc vì bệ hạ rồi chúng ta cứ trực tiếp xông tới tự bạo có lẽ lực phòng ngự của chiến hạm đế quốc thần long kém biết đâu chúng ta có thể thắng cung đàn cẩm truyền âm cho một số người những người mà hắn truyền âm trong đó hai người có tu vi cấp võ hoàng những người khác đều có tu vi cấp bậc võ vương đại nhân ngài ra lệnh đi đế quốc vạn tuế các cao thủ khác rối rít truyền âm cho cung đàn cẩm họ lựa chọn tự bạo đến lúc đó không chừng còn có thể vớt được danh hiệu anh hùng đầu hàng cũng không có cơ hội để sống. Mọi người chú ý, 3, 2, 1, xung phong, trên 7 chiếc thuyền chiến, mười mấy người xông ra ngoài. Dù là người có cấp bậc võ vương, tốc độ cũng nhanh hơn thuyền chiến, với tốc độ của bọn hắn là có thể nhanh chóng đến được trong vài cây số ngắn ngủn. Định liều mạng tấn công. Cũng được, hãy nếm thử năng lực phòng ngự đi nào. Mông nghị thầm nghĩ. Trong đám người cung đằng cẩm, mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc võ hoàng dù họ có tự bạo cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến chiến hạm của họ đi chết đi cung đằng cẩm vọt tới đầu tiên hắn lao vào môn nghị trong đám người giây tiếp theo một trận nổ kinh thiên động địa vang lên tự bạo của cao thủ cấp võ hoàng có thể so với chiến thuật bom nguyên tử tầm uhm, sức mạnh của trận nổ điên cuồng tàn sát bốn phía dù là tàu sân bay trong khoảng cách gần mà gặp phải sự tấn công của bom nguyên tử cũng không gánh được, nhưng 10 chiến chiến hạm vẫn vững vàng mà chặn lại công kích. Dưới sự hỗ trợ của đủ loại trận pháp, làm sóng tự bạo của cung đăng cẩm cũng không thể làm rối loạn đội hình của 10 chiến chiến hạm. ầm um, ầm um, các cao thủ còn lại của đế quốc huyết Anh đều rối rít tự bạo, sức mạnh tự bạo đều không nhỏ, nhưng khi họ tự bạo xong, 10 chiến chiến hạm bên đế quốc thần long đều vẫn ổn. Tốc độ cực kỳ nhanh công kích mạnh phòng ngự cũng mạnh mấy chiếc chiến hạm này của đế quốc thần long thật đáng sợ bên đế quốc huyết anh rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ vậy còn đánh gì nữa dù bọn hắn xông tới chiến hạm của đế quốc thần long cũng có thể nhắm sự tấn công của họ khiến từng chiếc từng chiếc thuyền chiến đều bị nổ tung tướng quân họ treo cờ đầu hàng rồi bên cạnh mông nghị có người mừng rỡ nói để họ đến cảng thiên thuận trước mông nghị ra lệnh dưới sự áp tải của 10 chiếc chiến hạm của đám người mông nghị, 7 chiếc thuyền chiến đế quốc huyết Anh trở về, họ lái vào trong cảng thiên thuận, trong đó có một chiếc thuyền chiến, phần kiến trúc bị nổ vụn, chết không ít người, nhưng ngược lại vẫn còn có thể khởi động thuyền chiến. Hô, thuyền chiến đế quốc huyết Anh chạy vào khu vực áp chế thực lực, mông nghị thở vào nhẹ nhõm, lần này bọn hắn không thể phá hủy thuyền chiến được nữa rồi. Những chiếc thuyền chiến này của đế quốc huyết anh dù kém hơn 10 chiếc chiến hạm của đế quốc thần long, nhưng vẫn có lực chiến đấu mạnh. Thu được mấy chiếc thuyền chiến này, thực lực của thủy quân đế quốc thần long có thể mạnh hơn một chút. Bốn chiếc tàu ngầm, cộng thêm 10 chiếc chiến hạm sắt thép, còn tịch thu được thuyền chiến, thủy quân đế quốc thần long đã không còn yếu kém nữa. Thực lực thủy quân như vậy vẫn chưa thể so với đế quốc kền kền, nhưng nhìn khắp cả dị giới, nằm trong năm vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Trước kia, thủy quân của một số quốc gia nhỏ xung quanh đế quốc Thần Long cũng mạnh hơn thủy quân đế quốc Thần Long, nay bọn hắn đã không bằng rồi tình bộ người đế quốc huyết anh nghe đây, các ngươi nhảy khỏi thuyền chiến, nếu có người phá hỏng thuyền chiến, toàn bộ thuyền đều phải chết. Mông Nghị dùng loa công suất lớn kêu gọi đầu hàng nói. Ung. Ung. Binh lính của đế quốc huyết anh công người nhảy khỏi thuyền chiến, bơi mấy cây số với bọn hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn nhưng đợi đến khi bơi vào bờ bọn hắn cũng sẽ tiêu hao không ít sức lực bọn hắn phân tán lên bờ nhất định sẽ bị bắt làm tù binh bệ hạ mông nghị đến trước mặt tiêu hải hắn quỳ xuống đất tiêu hải cười nói trận đầu đại thắng rất cốt mông nghị nói bệ hạ đều là công lao của chiến hạm mạnh mẽ thực lực của chúng ta quá mạnh muốn thua cũng không có khả năng Bệ hạ, thần đợt lệnh đi một chuyến vòng quanh đế quốc huyết anh, tập kích từng bến cảng thành trấn. Thuyền chiến của bọn hắn bao vây cướp bóc của chúng ta đã lâu, nay đã đến lúc chúng ta cho bọn hắn một chút màu sắc rồi." Tiêu Hải gật đầu, "Phải. Chiến hạm của chúng ta cũng không chỉ mạnh mẽ trong các trận chiến trên biển, phải để bọn hắn tự trải nghiệm thử xem." "Vâng, bệ hạ." Mông Nghị vui vẻ nói. Ngày dần dần tối, để lại hai chiến hạm phòng ngự. Mông Nghị dẫn theo 8 chiếc chiến hạm đến đế quốc Huyết Anh. Đế quốc Thần Long và đế quốc Huyết Anh không tính là gần, bờ đông của đế quốc Thần Long cách bờ tây đế quốc Huyết Anh hơn ngàn cây số. Nhưng tốc độ hành trình của mấy chiếc chiến hạm đế quốc Thần Long này có thể đạt tới 100 km trên giờ, mất khoảng 10 tiếng là có thể đến bờ tây đế quốc Huyết Anh. Hoàng cung đế quốc Huyết Anh Báo, có người vội vã tiến vào cung điện nơi bác kỳ võ đế đang ở, bệ hạ, bên đế quốc thần long cấp báo nói bác kỳ võ đế trầm giọng nói trong mắt hắn lộ ra vẻ chờ đợi chẳng lẽ thủy quân của bọn hắn đã đạt được chiến tích tốt người đến hít sâu một hơi nói bệ hạ 10 chiếc chiến hạm kiểu mới của đế quốc thần long đã xuống nước hơn nữa hơn nữa ấp a ấp úng làm gì nói mau người đến khàn giọng nói bệ hạ tướng quân cung đằng cẩm mang theo 8 chiếc thuyền chiến đến gần cảng thiên thuận kết quả đã bị tập kích một chiến chiến hạm bị phá hủy, số còn lại đã bị bắt, tất cả các võ hoàng, võ vương bao gồm cả tướng quân cung đằng cẩm đều hy sinh vì nước. Gì chứ, sắc mặt bác kỳ võ đế rất khó coi. Bệ hà, tốc độ của 10 chiếc tàu chiến kiểu mới của đế quốc thần Long nhanh hơn thuyền chiến của chúng ta nhiều, đám người tướng quân cung đằng cẩm đều không thể nào chạy trốn. Lực tấn công từ chiến hạm của họ cũng rất mạnh, đám người tướng quân cung đằng cẩm đã lựa chọn tự bạo, kết quả cũng không thể phá vỡ hàng phòng ngự của chiến hạm bên địch chúng ta có mấy nghìn chiến sĩ đã bị bắt làm tù binh. Võ đế bác kỳ nắm chặt quả đấm, tin tức này đã gây ra cú sốc lớn với hắn. Hắn còn nghĩ rằng, đợi nhóm chiến hạm thứ hai của đế quốc kền kền đến, hắn sẽ tiến công đế quốc thần long trên quy mô lớn. Chỉ cần gây tổn hại cho đế quốc thần long, đế quốc thần long sẽ không ủng hộ thân vương Tokuga nữa, hắn có thể bình ổn mà dẹp nội loạn. Xem ra hiện nay, dù nhóm chiến hạm thứ hai có đến, bọn hắn cũng chưa chắc có năng lực tiến công đế quốc thần long trên quy mô lớn. Lui ra đi. Bác kỳ võ đế vất vất tay nói. Người đến nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng chưa được nửa tiếng. Hắn lại vội vã đến trước mặt võ đế bác kỳ lần nữa. Lại có chuyện gì, võ đế bác kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV trầm giọng hỏi, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủn tâm tình hắn vẫn chưa bình ổn trở lại, vẫn còn đang thương lượng đối sách với người. Bệ hạ, có 8 chiếc chiến hạm của đế quốc Thần Long đã rời cảng, họ đi về phía đông, rất có thể sẽ tập kích đế quốc huyết anh chúng ta. Võ đế Bác Kỳ và mấy vị trọng thần có mặt ở đó đều phải thay đổi sắc mặt. Lúc ban ngày, thủy quân đế quốc huyết anh bọn hắn còn áp chế đế quốc Thần Long, còn quấy rối hoạt động thương mại trên biển của đế quốc Thần Long. Vậy mà lần này, đế quốc Thần Long lại phản kích. Thay đổi quá nhanh khiến bọn hắn khó có thể thích ứng trong khoảng thời gian ngắn. Bệ hạ, chúng ta phải để thủy quân nước ta chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ, nhóm chiến hạm thứ hai của đế quốc kền kền lập tức tới ngay, đợt chiến hạm này nhất định phải được giao cho chúng ta trước tiên. Bệ hạ, mấy trọng thần nhao nhao mở miệng. Nếu tranh thủ thời gian, đợt chiến hạm thứ hai của đế quốc kền kền đã sớm nên đến rồi, nhưng bên đế quốc kền kền có hơi kỳ kèo. Tại sao lại vậy? Đám người võ đế bác kỳ đều rõ. Trưởng quan hạm đội muốn kiếm thêm chỗ tốt, khẩu vị của đối phương hơi lớn, đám người võ đế bác kỳ không đồng ý ngay, kết quả là hạm đội vốn đã nên đến vào ngày hôm qua lại vẫn chưa tới. Lập tức báo tin cho người đế quốc kền kền. Đàm phán với họ, để họ lập tức giao hạm đội phi sa cho chúng ta. Bác kỳ võ đế trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Người đế quốc huyết anh nhanh chóng được điều động, người đế quốc kền kền nhận được tin tức, không bao lâu sau, hạm đội phi sa tăng tốc đi tới sao đế quốc thần long lại nhanh vậy đáng chết nếu truyền tin tức này về e rằng ta sẽ bị giáo huấn quan chỉ huy hạm đội phi sa có hơi buồn bực theo hắn nghĩ hạm đội kiểu mới của đế quốc thần long phải cần từ năm đến mười ngày mới xuống nước kết quả lại nhanh hơn nhiều hai giờ sau hạm đội phi sa đến cảng khẩu đế quốc huyết anh binh lính thủy quân đế quốc huyết anh nhanh chóng lên tàu chiến thực lực của hạm đội phi sa mạnh hơn hạm đội lưu quang nhưng thiết kế tổng thể của chiến hạm vẫn không khác nhau lắm, bọn hắn đã mau chóng làm quen. Khởi hành, đế quốc huyết anh vạn tuế, hạm đội huyết sa vạn tuế, hạm đội nhanh chóng ra biển nên chiến với chiến hạm của đế quốc thần long. Họ đã đổi tên hạm đội phi sa thành hạm đội huyết sa. Không đến bao lâu, hai nhánh hạm đội đã tới gần. Bên đế quốc huyết anh, số lượng thuyền chiến có 6 đến 70 chiếc, tổng trọng lượng là sáu 000 nghìn tấn, cấp 3 bên đế quốc thần long. Đi vòng qua, Mục tiêu lần này của chúng ta không phải là bọn hắn." Mông Nghị ra lệnh. "Vâng, tướng quân." Tốc độ tám chiếc chiến hạm của Đế quốc Thần Long nhanh chóng đẩy tới mức cao nhất, họ đổi phương hướng, vượt qua bên cạnh hạm đội huyết sa. "Nhanh vậy à, mau đuổi theo họ." Thuyền chiến Đế quốc huyết Anh cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhưng tốc độ thuyền chiến nhanh nhất của bọn hắn cũng chỉ có 100 cây số. Phần lớn thuyền chiến có tốc độ đạt khoảng 90 cây số tốc độ của chiến hạm đế quốc thần long cũng có thể đạt tới một trăm hai mươi cây số chênh lệch tốc độ lớn như vậy hạm đội huyết xa rất khó để đuổi theo đáng chết mục tiêu của họ vốn không phải là chúng ta họ nhất định sẽ tập kích cản khẩu đế quốc chúng ta mau đuổi theo không thể để họ có nhiều thời gian để tập kích cản khẩu của chúng ta mười mấy chiếc thuyền chiến của đế quốc huyết anh liều mạng đuổi theo nhưng bọn hắn có liều mạng thì khoảng cách vẫn không ngừng bị kéo xa tốc độ thuyền chiến của đế quốc thần long quá nhanh đúng vậy xem ra vẫn phải bán thuyền chiến mạnh hơn cho đế quốc huyết anh mới được giữa không trung có hai vị cao thủ ẩn núp đang trao đổi họ là cao thủ cấp võ đế của đế quốc kền kền đế quốc kền kền bán thuyền chiến có cấp bậc khá thấp cho đế quốc huyết anh bản thân bọn hắn có loại tốt hơn có mấy loại chiến hạm của đế quốc ngốc thứ có thể đạt tới tốc độ 120 trăm cây số chỉ là bọn hắn cũng không có nhiều loại chiến hạm như vậy. Nếu dùng hạm đội hạng 2 là có thể trấn áp đế quốc thần Long, chắc chắn đế quốc ngốc thú sẽ không mong mà bán ra hạm đội hạng nhất của bọn hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tám chiếc chiến hạm đế quốc thần Long đã đến gần một cảng khẩu, quân dân đều sử dụng cảng khẩu này. Ở gần cảng khẩu còn có một xưởng đóng tàu rất lớn. U u, tiếng còi báo động vang lên dân chúng đế quốc huyết anh nhao nhao tránh xuống công sự, còn gọi là bong ke, dưới đất. Các ngươi nghe cho kỹ đây, đánh thật mạnh cho ta. Chỉ cần chiến hạm đế quốc thần long vào trong phạm vi công kích, các ngươi nhắm họ tấn công ngay lập tức, cho họ một chút màu sắc, tại một khu đất gần cảng khẩu có người lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân, mười mấy binh lính đồng thanh nói. Bọn hắn có tổng cộng 5 tổ súng cối, cũng có một ít đạn. Dù sao trước đó, đế quốc huyết anh cũng có linh huyệt cấp s linh huyệt cấp s nằm trong sự kiểm soát của đám người võ đế bát kỳ không truyền được nhóm vũ khí với số lượng lớn nhưng vẫn có thể truyền một ít tới đây chiến hạm đế quốc thần long cách cảng khẩu chỉ còn có mười cây số khu vực này cũng không bị áp chế thực lực nhưng ở khu vực này không thể vận dụng cách tấn công chính của chiến hạm những thứ như kiếm hỏa long đến khu vực áp chế thực lực sẽ bị dập tắt ầm ầm đại bác trên tám chiếc chiến hạm bắt đầu công kích bệ phóng của 8 chiếc chiến hạm này đã bị phá dở, nhưng mỗi một chiếc lại có 6 khẩu đại bác, tầm bắn của chúng đạt đến mười mấy cây số. Vù vù đạn bay về phía trước hai cây số trong nháy mắt. Chúng đã tiến vào khu vực áp chế thực lực, nhưng những viên đạn này lại không bị áp chế, chúng vẫn lao tới cực nhanh. Không hay rồi, họ không tiến vào phạm vi tấn công của chúng ta. Họ không tiến vào khu vực áp chế thực lực, chúng ta phải để cao thủ chặn lại những viên đạn này của họ. Đám pháo thủ của đế quốc huyết anh đang đợi tấn công đều sững sờ. Bốn người trong số họ chẳng qua chỉ sử dụng súng cối hạng trung, tầm bắn xa nhất của súng cối hạng nặng duy nhất cũng chỉ có 8 cây số. Chiến hạm đế quốc thần long lại cách bọn hắn đến 10 cây số. Ầm. Ầm, um, um, từng viên đạn hạng nặng rơi xuống đất, khu vực xung quanh viên đạn trong phút chốc đã trở thành đống đổ nát, nơi cản khẩu biến thành một biển lửa. Đáng chết, rất nhiều người đế quốc huyết anh vô cùng phẫn nộ. Vút 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 mười mấy vị cao thủ cấp võ đế của đế quốc ngốc thứ và các quốc gia khác xông ra họ ngăn cản ở phía trước chiến hạm của đế quốc thần long đợt bắn thứ hai cũng bị họ chặn lại hạm đội tiến về trước mông nghị ra lệnh nếu các cao thủ cấp võ đế của đế quốc ngốc thứ và các quốc gia khác không xuất hiện họ có thể tấn công từ khoảng cách này còn đã xuất hiện họ càng phải tiến lại gần để tấn công rõ tám chiếc chiến hạm nhanh chóng tiến tới họ tiến vào khu vực áp chế thực lực, cũng tiến vào phạm vi tấn công của súng cối. Bắn, năm khẩu súng cối cũng bắt đầu bắn đạn ra. Tránh công kích, trong năm tấm đạn súng cối, có ba tấm bắn về phía ba chiếc chiến hạm. Âm, um, âm, um, âm, um, ba viên đạn súng cối bắn trúng mục tiêu. Vậy mà chiến hạm lại không hề bị tổn thất lớn, muốn dùng súng cối tấn công chiến hạm 2.000 tấn, đùa à súng cối bắn phá thuyền gỗ có hiệu quả nhất định nhưng với chút thực lực như vậy, làm sao có thể bắn phá chiếc chiến hạm có lớp vỏ ngoài sắt thép dày như thế, bắn hạ chúng đi, mông nghị bình tĩnh ra lệnh. Mấy khẩu đại bác lập tức nhắm ngay trận địa súng cối. Đoàn, kèm theo mấy tiếng nổ dữ dội, trận địa súng cối nho nhỏ của đế quốc huyết anh trực tiếp bị hỏa lực thổi bay. Quanh, 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 sáu khẩu pháo hạng nặng trên mỗi chiến hạm bắt đầu oanh tạc, và chỉ trong thời gian ngắn, bến cảng, nhà máy đóng tàu và các mục tiêu có giá trị cao khác lần lượt bị phá hủy. Tiếng súng khủng khiếp khiến người ta phải run lẩy bẩy. Rút lui, đến các bến cảng còn lại, sau 5 phút quanh tạc, mông nghị hạ lệnh. Tốc độ bắn của những khẩu pháo này kém xa so với tàu khu trục nặng 0,55 triệu tấn của Trung Quốc, nhưng số lượng đạn bắn ra trong 5 phút cũng không phải là con số nhỏ. Tuy toàn bộ thành phố không rơi vào trạng thái tê liệt, nhưng cũng chẳng khác nữa tê liệt là bao, dù mất 2-3 tháng sau cũng không khôi phục lại được Chẳng mấy chốc 8 chiếc tàu chiến đã rút lui Ngay cả khi đang ở những khu vực bị áp chế thực lực Nhưng những tàu chiến này có động cơ công suất vô cùng mạnh mẽ giúp chúng có thể rút lui nhanh chóng Ta không nghe thấy tiếng động nào nữa Cuối cùng kẻ địch cũng đã rời đi Một số binh lính đế quốc huyết Anh không giấu nỗi niềm vui mừng vì sống sót sau thảm họa Nhưng chẳng mấy chốc nữa họ sẽ không thể vui vẻ được nữa khói dày đặt bốc lên cuồn cuộn ở nhiều nơi trong thành phố rất nhiều nơi bị phá hủy cộng thêm rất nhiều ngôi nhà có kết cấu bằng gỗ rất dễ dàng bắt lửa dẫn đến những ngôi nhà bị cháy nằm rải rác ở những vị trí khác nhau đếm không xuể được không phải triều đình đã nói lực lượng hải quân đế quốc thần long không chiến đấu được sao tại sao ta lại thấy hình như họ còn mạnh hơn lực lượng hải quân của chúng ta ngươi đừng đứng ngẩn người ra đó nữa mau dập lửa thôi giờ phút này tất cả những người trốn trong hang động đều đã bước ra ngoài họ như chết lặng khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt nhiều người khác đã bắt đầu gào khóc thảm thiết nhanh lên chúng ta sắp đến nơi rồi hình như bên kia có ánh lửa nửa giờ sau khi chiến hạm của đế quốc thần long rời đi hạm đội huyết sa mới chạy vội đến từ đằng xa họ đã phát hiện bến cảng bị tập kích khốn nạn nhóm người của hạm đội huyết sa tức giận tột độ mau chạy tới ngăn họ lại, đừng để họ chạy thoát, một số người trên hạm đội huyết sa gầm lên. Chẳng mấy chốc họ đã tới rất gần, nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy cảnh tượng đổ nát tại hải cảng, tuyệt nhiên không có bất cứ dấu vết nào của chiến hạm đế quốc thần long còn sót lại, hưu, một cường giả ở cấp bậc võ đế đáp xuống trên kỳ hạm của họ. Chiến hạm đế quốc thần long đã rời đi được 15 phút đồng hồ, bây giờ dù các ngươi liều mạng đuổi theo sau họ thì cũng không chưa chắc có thể đuổi kịp. Cường giả vừa đáp xuống đến từ đế quốc kền kền, hắn nói một cách nghiêm túc. "Cái gì? Các cường giả đế quốc huyết anh ở xung quanh bực tức ra mặt. Chiến hạm của đế quốc thần long đã rời đi lâu như vậy, điều này cho thấy họ có thể gây ra thiệt hại to lớn chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Trong tình huống họ không đuổi kịp, nhưng chiến hạm đế quốc thần long lại có thể dễ dàng công kích các thành phố cảng của họ, vậy tiếp theo họ nên thế nào mới phải?" Đế quốc huyết anh là một quốc đảo, nó bao gồm rất nhiều thành phố lớn ở gần bờ biển, ban đầu đây được xem là một ưu thế để thuận tiện cho giao thương phát triển. Nhưng bây giờ dưới hỏa lực pháo binh của chiến hạm đế quốc Thần Long, đây lại trở thành một bất lợi cực lớn. Đại nhân, chúng ta cần những chiến chiến hạm mạnh mẽ hơn, quan chỉ huy của hạm đội huyết sa, Yamaguchi iu nghiêm giọng nói. Võ đế đáp xuống là người thuộc đế quốc kền kền, hắn nói, việc có cung cấp chiến hạm lợi hại hơn cho các ngươi hay là không, bệ hạ của chúng ta tự có quyết định hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất chính là tách ra hành động một nhóm sẽ đuổi theo từ phía sau trong khi một nhóm khác chạy lên trước chặng đường và chạm trán trực tiếp còn một lựa chọn khác các ngươi từ bỏ việc đuổi theo họ sau đó chuyển hướng tấn công sang đế quốc thần long và bắt buộc họ phải lui về thế phòng thủ yamaguchi hít một hơi thật sâu trước khi nói đa tạ các ngươi tự xem rồi làm cho tốt đi chẳng mấy chốc cường giả võ đế đến từ đế quốc kền kền đã rời đi. Các ngươi nghĩ thế nào, Yamaguchi nói, giọng hắn nặng nề. Tướng quân, chúng ta nên bắt đầu tập kích đế quốc thần long từ phía nào? Phá hủy thành phố cảng của họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta đổ bộ lên bờ và đối mặt trực diện với kỵ binh thiết giáp của đế quốc thần long, vậy kết cục chắc chắn không thoát khỏi thảm cảnh bị tàn sát. Một trong những thuộc hạ của Yamaguchi nói, hắn cũng chẳng biết làm sao họ có thể bắt đầu bằng cách phong tỏa từng hải cảng một nhưng việc phong tỏa các cảng trong thời gian ngắn sẽ không mang lại tổn thất quá lớn cho đế quốc thần long một thuộc hạ khác của yamaguchi nói tướng quân chúng ta có thể lựa chọn theo đuôi và chặn đánh họ sẽ không dám công kích một số thành phố trong vịnh khoảng cách từ hoàn thành đến bờ biển cũng không xa lắm yamaguchi khẽ gật đầu họ chỉ có thể chọn cách tiếp tục đuổi theo trong vịnh vẫn còn một số thành phố thuộc đế quốc huyết anh ít nhất làm như vậy có thể đảm bảo những thành phố đó sẽ không bị tấn công hoàn thành của họ cũng ở trong vịnh khi chiến hạm của đế quốc thần long tiến vào vịnh theo dự kiến đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ mất đi lợi thế về tốc độ đến lúc đó họ sẽ bao vây và tiêu diệt hết cả đám hắn có niềm tin nếu đối đầu trực tiếp thì đội quân của hắn vẫn có xác suất chiến thắng cao dù sao họ có sáu mươi bảy mươi chiến hạm tổng trọng tải hạm đội phải gấp 3 lần 8 chiến hạm kia của đế quốc Thần Long. Tiếp tục truy kích, chia thành hai đội và hành động, Yamaguchi ra lệnh. 60-70 chiến hạm của họ được chia làm hai đội chỉ trong phút chốc, một đội tiến thẳng về trước để chặn đánh đế quốc Thần Long. Hai giờ trôi qua trong chớp mắt. Chiến hạm của đế quốc Thần Long đã tiếp cận một thành phố ven biển tương đối lớn khác. Oanh oanh, hàng chục khẩu pháo hạng nặng lại gầm lên một lần nữa. Không bao lâu sau, nhiều nơi trong thành phố đế quốc huyết anh bị bom ném trúng, chìm trong khói lửa dày đặc đang cuồn cuộn giữa ánh lửa cao ngất trời. Sao lại có thể như vậy? Lẽ nào lực lượng hải quân đế quốc huyết anh của chúng ta không thể chống đỡ được nữa sao? Người dân của đế quốc huyết anh đang sợ hãi vô cùng. Ban đầu, hầu hết người dân của đế quốc huyết anh đều ủng hộ việc tuyên chiến với đế quốc thần long bởi họ tin tưởng vào thực lực của đất nước mình. Hơn nữa họ càng hy vọng quốc gia sẽ chiếm được nhiều của cải và ngày càng giàu mạnh hơn thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược nhưng giờ đây khi thảm họa ập đến những người dân đế quốc huyết anh mới phát hiện hóa ra chiến tranh còn có thể lấy mất quê hương của họ chẳng những thế chiến tranh cũng có thể khiến họ rơi vào thảm cảnh vợ con ly tán sau nửa ngày mông nghị và những người khác đã tấn công một số thành phố nhưng vào lúc này họ lại lựa chọn bỏ qua cho thành trì nằm trong vịnh chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đế quốc huyết anh đã phải chịu tổn thất to lớn vô cùng và phải mất thời rất lâu để các xưởng đóng tàu bị phá hủy có thể khôi phục như cũ thùng thùng, tại Trung Quốc, giữa đêm hôm khuya khoắt trong căn biệt thự ở huyện Lô Sơn, có tiếng gõ vang lên từ chiếc gương trong phòng ngủ chính của Tiêu Phàm, ngay sau đó bóng dáng Tiêu Hải xuất hiện trong gương. Cháu yêu, ông nội ở bên đây có tin vui muốn nói cho ngươi nghe. Tiêu Hải cười ha hạ trước khi nói. Tiêu Phàm hỏi vội, tin tốt gì thế? Tiêu Hải nói, 10 tàu chiến đã được xuống nước, bọn chúng vừa xuất quân trận đầu tiên đã chiến thắng giòn giả, phá hủy một tàu chiến và bắt được 7 chiếc tàu chiến khác. 8 trong số 10 chiến hạm đã đến đế quốc Huyết Anh, đồng thời phát động tấn công tại một số thành phố cảng của đế quốc Huyết Anh. Đôi mắt của tiêu phàm sáng lên. Ông nội, ngươi thấy các tính năng của chiến hạm thế nào, tiêu hải nói, rất tốt. Sau khi bố trí trận pháp, cộng thêm động cơ của chiến hạm thì tốc độ tối đa có thể đạt tới là 120 km. Ngoài ra chúng còn có thể chịu được vài đòn công kích từ võ đế cấp bậc viên mãn, chưa nói đến lực công kích của họ gần như đã đạt tới trình độ cấp bậc võ đế hậu kỳ. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt tiêu phàm. Khá lắm, chiến hạm hơn 2.000 tấn có thể chạy với tốc độ 120 km, thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn rất nhiều thuyền máy. Nếu Trung Quốc cũng có một chiếc chiến hạm như vậy thì quá tuyệt. Tuy nhiên điều này tưởng chừng dễ dàng thực chất lại khó khăn vô cùng. Những chiến hạm kia đều cần đến trận pháp cường đại và bảo vật cường đại để hỗ trợ, nhưng những bảo vật cường đại nhường này rất khó để vận chuyển được đến trái đất trong tương lai. Ông nội, ngươi thấy chiến hạm của chúng ta so với chiến hạm của đế quốc kền kền thì như thế nào? Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải trầm ngâm một lát rồi nói, mặc dù thuyền chiến của chúng ta rất mạnh, nhưng nếu đứng chung với các chiến hạm hàng đầu của đế quốc kền kền thì vẫn kém hơn một chút. Tốc độ chiến hạm của chúng ta có thể sánh nhanh với chiến hạm hàng đầu của họ, nhưng năng lực phòng ngự và lực công kích vẫn có sự chênh lệch đặc biệt khả năng công kích có sự chênh lệch rõ ràng. Tiêu Phàm chỉ im lặng lắng nghe. Tiêu Hải tiếp tục nói, lực lượng hải quân của đế quốc kền kền đã phát triển từ rất lâu, thậm chí tàu chiến mạnh nhất của họ có lượng giãn nước lên đến hơn 3.000 tấn. Họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong cách triển khai đội hình của mình. Tàu chiến hàng đầu của đế quốc kền kền có thể chịu được 10 hoặc 20 đòn tấn công liên tiếp của các võ đế ở cấp bậc viên mãn mà không mảy may xây xác chút nào, ngoài ra nó còn có thể oanh tạc bằng các đòn tấn công có lực sát thương tương đương một võ đế ở cấp bậc viên mãn. Tiêu phàm bí mật cao mày, trên lệch cỡ này cũng rõ ràng quá rồi. Trong khi thuyền chiến của họ chỉ có thể chịu được vài đòn công kích của võ đế ở cấp bậc viên mãn, thuyền chiến của đế quốc kền kền lại có thể chịu được 10 đến 20 lần công kích lận. Chẳng những thế tàu chiến của họ chỉ có thể phát động tấn công với sức mạnh cấp bậc võ đế hậu kỳ, nhưng các tàu chiến hàng đầu của đế quốc kền kền lại có thể oanh tạc với lực công kích như một võ đế ở cấp bậc viên mãn. Cháu trai ngoan, người cũng đừng nóng vội quá. Chúng ta đã mạnh hơn khi trước rất nhiều, Tiêu Hải cười vui vẻ rồi nói. Tàu chiến lớn nhất của đế quốc Thần Long cũng không vượt quá 500 tấn, hóa ra chênh lệch giữa họ với lực lượng hải quân của đế quốc kền kền lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dẫu cho bây giờ họ đã bắt kịp rất nhiều. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu. Ông nội, có khi nào đế quốc Kền Kền sẽ bán tàu chiến hàng đầu của mình cho đế quốc huyết anh không?" Tiêu Hải nói, hiện tại chúng ta chỉ mới đối phó với hạm đội hạng 2 của đế quốc Kền Kền, ta đoán tạm thời họ sẽ không bán đi tàu chiến hàng đầu của mình đâu. Nhưng thay vào đó họ có thể bán hạm đội hạng nhất của mình. Hạm đội hạng nhất có sức mạnh tổng thể vượt trên hạm đội hạng 2 nhiều lắm. Đặc biệt, tốc độ của chiến hạm chủ lực thuộc hạm đội hạng nhất không chậm hơn chúng ta là bao. Tiêu phàm khẽ gật đầu, sau này chúng ta phải vận chuyển những chiến hạ mạnh mẽ hơn thế nữa. Ông nội, ta sẽ chuyển một vài người qua cho ngươi để ngươi giúp họ nâng cao thực lực. Tiêu hải dò hỏi ai vậy? Tiêu phàm nói một vài người trong số đó là những chuyên gia internet hàng đầu trong nước. Mặc dù Vi Vi rất mạnh về mặt này, nhưng nàng không thể để mắt đến họ mọi lúc được. Ngoài ra một số người khác đều là chuyên gia về chip, vật liệu, máy in thạch bản, vân vân và họ đều đến từ tập đoàn Thiên Hà. Ông nội, đến lúc đó ngươi xem có thể ra ám thị tâm linh gì đó với họ hay không, phòng ngừa khả năng sau khi họ đạt được thành quả lại muốn đi ăn máng khác." Tiêu Hải gật đầu, "Chuyện này không thành vấn đề. Nhưng tu vi của họ không thể tăng lên quá nhiều, nếu không vận chuyển họ trở về cũng không dễ dàng." Tiêu Phàm cười nói, "Giúp họ đạt được tu vi cấp bậc Hậu Thiên, tinh thần niệm lực có thể tăng lên rất nhiều, cũng không cần quá mạnh mẽ." "Ừm." Tiêu Hải gật đầu, chỉ trong tích tắc Tiêu Phàm đã mở lối đi không gian. Phượng Hoàng và 30 người khác hiện đang ở trong biệt thự, tất cả đều bị bịt mắt bằng vải đen nên hoàn toàn không thấy được tình hình xung quanh. Ngay sau đó Tiêu Phàm dùng tinh thần niệm lực dẫn dắt từng người một đi xuyên qua tấm gương. Hắn luôn liên lạc với Tiêu Hải thông qua tấm gương, vì để tránh bí mật bị bại lộ, ngay cả diện mạo của Tiêu Hải, Phượng Hoàng và những người khác cũng không được biết. Dẫu sao họ cũng là người Trung Quốc ác hẳn bình thường cũng ăn không ít củ cải đương nhiên thiên phú sẽ không đến mức quá kém cỏi chỉ cần khoảng một tháng là có thể đạt tới cấp bậc hậu thiên cháu yêu ông nội vẫn còn chút sức lực truyền cho ngươi một chút long khí tiêu hải không ngần ngại truyền thêm cho tiêu phàm một chút long khí với sự ủng hộ hết sức mình của ông tiêu phàm gần như đã đạt đến tu vi đỉnh phong của tông sư ông nội tu vi của ta không ngừng tăng cao nếu tộc độ linh huyệt không tăng lên đủ chẳng lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể truyền thụ được sao tiêu phàm dò hỏi Tiêu Hải cười rồi nói, chỉ cần khi ngươi và ấu vi đột phá ở linh huyệt này, chắc chắn tốc độ tăng trưởng của linh huyệt sẽ nhanh hơn cả ngươi. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều về chuyện này. Thế giới đang thay đổi, đồng nghĩa với việc dịch chuyển giữa hai thế giới sẽ càng dễ dàng hơn trong tương lai. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trước khi các quốc gia khác cũng có thể vận chuyển được đồ vật số lượng lớn, đế quốc Thần Long phải chiếm được đầy đủ ưu thế. Cần phải đánh bại đế quốc kền kền, Tiêu Hải gật đầu cháu trai ngoan, ta sẽ liên lạc với ngươi sau năm ngày nữa, và vẫn tại linh huyệt này. Ông nội, ngươi chờ ta một chút. Ngươi cảm thấy thế nào nếu ta chuyển một vài đứa trẻ mồ côi qua đó? Sau này họ sẽ sinh sống ở nơi đó, đồng thời nâng cao thực lực đến mức tối đa. Tiêu Phàm nói vội. Tiêu Hải nói ý của ngươi là muốn gửi trẻ mồ côi từ trại trẻ mồ côi của Ấu Vi đến đây sao? Nếu ngươi không cảm thấy có vấn đề gì thì đương nhiên có thể. Họ được đào tạo từ khi còn nhỏ nên sau này có thể trở thành thành viên nòng cốt trung thành với ngươi. Nhưng ngươi vẫn phải suy nghĩ cẩn thận hơn về những đứa trẻ trong cô nhi viện. Tiêu Phàm nói, chỉ là một số trẻ em trong trại trẻ mồ côi của Ấu Vi. Đến lúc đó để bà viện trưởng gửi bọn trẻ đến là được. Tiêu Hải cười rồi nói, họ không thành vấn đề thì ông nội cũng không có ý kiến gì khác. Còn việc gì khác hay không, Tiêu Phàm lắc đầu bóng dáng tiêu hải biến mất không thấy tâm hơi ngay lập tức. Tiêu phàm đưa tô ấu vi đến trại trẻ mồ côi. Viện trưởng bà bà, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngài một lát. Tiêu phàm đến văn phòng của Trầm An Mai và nói. Tại cô nhi viện mới ở thành phố Z này, phòng làm việc của Trầm An Mai được xây dựng theo quy định nên rộng rãi và sáng sủa vô cùng, tốt hơn nhiều so với căn phòng của nát lúc trước. Trầm An Mai cười rồi nói, tiêu phàm đấy à, ngươi còn khách sáo với ta làm gì? Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng là được." Tiêu Phàm nói, "Viện trưởng bà bà, đến nay trong viện có 48 đứa trẻ, nếu ta muốn đưa bọn trẻ đến dị giới thì bà cảm thấy thế nào?" Sao Cơ, ánh mắt Trần An Mai nhìn Tiêu Phàm tràn đầy sự kinh ngạc. Tiêu Phàm nói, "Bọn trẻ đến dị giới có thể được huấn luyện rất tốt, một khi bọn chúng có cơ hội trở thành những cường giả lợi hại, tương lai của chúng cũng sẽ tươi sáng hơn rất nhiều." Trầm An Mai do dự trong chốc lát, bà nói, "Tiêu Phàm, ý của ngươi là để bọn trẻ từ bỏ việc học và bước trên con đường trở thành những võ giả sao tiêu phàm cười rồi nói viện trưởng bà bà chỉ cần bọn nhóc có thể trở thành những cường giả lợi hại thì việc học với chúng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi bọn nhỏ cũng sẽ được học tập song song với quá trình tu luyện tô ấu vi nói viện trưởng bà bà phàm ca cũng muốn đưa ngài đến dị giới để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc nha nha và những đứa trẻ khác đến lúc đó tu vi của ngài cũng sẽ được nâng cao Sống đến 200 tuổi cũng không phải chuyện gì khó." Trầm An mai phá lên cười, bà nói tiếp, "Làm sao ta có thể sống đến 200 tuổi được chứ?" Tiêu Phàm nói nghiêm túc, "Viện trưởng bà bà, nếu ngài đi tới dị giới thì chuyện ngài sống đến 200 tuổi là hoàn toàn có thể. Nha nha và những đứa khác sẽ có không gian phát triển rộng hơn, trong tương lai nếu chúng trở thành cường giả đứng đầu, vậy sống đến 4, 500 tuổi là chuyện hoàn toàn có khả năng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.